Xin giới thiệu với anh em một số loại cây. Thì đây mình làm cái clip này mình quay cái cây phong. Một cái loại phong mà phong Nhật mà nó là cây ươm từ hạt. Cây zin nhá, ươm từ hạt. Cây này nó cao khoảng 1m3, 1m4. Chiều cao của cây nó khoảng từ 1m đến 1m4. Đó. Cây nó như hình mà chỉ nhập mùa này thôi nhá. Anh em nào mà mua thì nhập mùa này thôi. Số lượng lớn thì mình nhập cho. Còn mà ít thì mình bán lẻ thì nó giá nó sẽ không có cái giá mềm được. Anh em xem nếu mà lấy được nhiều thì đây của nó là trên 200 cây. Chia sẻ với anh em như vậy.